Chào các bạn, mình là Thỏ Mập của Tech Zone Studio. Không biết các bạn đã biết chưa, gần đây MSI họ vừa cho ra mắt chiếc Ultrabook có tên là B65. Và cũng giống như chiếc BS42 lần trước, rất may mắn là mình đang cầm trên tay chiếc B65, một trong những chiếc demo duy nhất tại Việt Nam. Và thêm một chi tiết nữa là chiếc B65 này và chiếc GS65 có cùng thiết kế cũng như là cấu hình na ná nhau luôn. Cho nên nếu như các bạn muốn biết như thế nào thì các bạn tự tìm video GS65 coi đi nha. Chi tiết xem tại website techzone.vn. Mình là Thỏ Mập. Tạm biệt các bạn. Giỡn á, quay kiểu đó chắc ông cho vé đi mua né luôn á. Thật ra hai tụi nó tuy khác mà giống, tuy giống mà khác. Bây giờ mới là giới thiệu nhanh về chiếc B65 nè. Với B65, hãng lại hướng nó sang sự tinh tế, sang trọng với hai sự lựa chọn về màu sắc là màu bạc tiêu chuẩn và phiên bản giới hạn màu trắng ngọc trai pha vàng gold cao cấp. Nếu các bạn đã từng xem qua chiếc MSI GS65 thì các bạn sẽ phát hiện một chuyện cực kỳ khủng khiếp, đó chính là chiếc B65 này nó giống y chang luôn, chỉ khác màu thôi à. Có thể nói là MSI đã bê nguyên bộ khung của GS65 qua cho B65 luôn. Hoặc các bạn cũng có thể nói là chiếc B65 này nó là bản thiết kế phóng to của chiếc BS42 cũng được luôn. Điểm nhấn của B65 là đường cắt kim cương trên nắp máy. Các chi tiết còn lại không quá nổi bật. So với GS65 có cùng thiết kế thì tông màu của B65 hơi nhạt nhòa và ít điểm nhấn hơn. Nhìn vào các bạn có thể thấy là màu xám gần như 90% và các màu đậm thì lại quá ít. Về màn hình thì chúng ta có hai option là 60Hz và 144Hz trên phiên bản giới hạn. Độ phân giải Full HD trên kích thước 15.6 inch, tấm nền IPS. Bản trên tay mình là 60Hz và không thể thiếu một trong những công nghệ mới nhất hiện nay, đó chính là viền màn hình siêu siêu mỏng, được định hướng đến nhóm khách hàng chính trong các lĩnh vực sáng tạo như nhiếp ảnh, thiết kế và cả doanh nhân. Nhưng B65 lại không có cổng đọc thẻ SD, một trong những cổng thiết yếu để truyền hình ảnh video vào máy tính. Hơi hụt hẫng một chút xíu, còn lại thì hầu hết các cổng đều đầy đủ. Nổi bật nhất có thể kể đến USB-C 3.1. Có một điểm khác biệt giữa GS65 và B65, đó chính là chiếc B65 này có thêm công nghệ cảm biến vân tay giúp đăng nhập nhanh và bảo mật an toàn hơn. Trải nghiệm ban đầu cho thấy loa có âm lượng lớn, còn chất âm như thế nào thì mình sẽ show cho các bạn trong bài đánh giá chi tiết sắp tới nhé. Đặc biệt ở phiên bản giới hạn màu trắng, B65 Reator được tích hợp chuẩn âm thanh Hi-Crest Audio chất lượng cao và có thêm công nghệ Thunderbolt 3. Một trong những điều quan trọng giúp B65 ghi điểm chính là hệ thống tản nhiệt 3 quạt Whirlwind Black dựa trên công nghệ tản nhiệt Cooler Boost Trinity, hứa hẹn sẽ cho công suất tản nhiệt đáng mong chờ. Ngoài những khác biệt được đề cập ở trên, hầu hết mọi tính năng khác của B65 cũng giống như GS65, bao gồm pin 82Wh, viền bezel mỏng 4.9mm và nhẹ chỉ 1.88kg. Để phân biệt B65 từ GS65, MSI đã tích hợp vào B65 gói phần mềm Creator Bundle, bao gồm các phần mềm chỉnh sửa như là Magic Movie Edit Pro 2018, FastCut, vân vân. Về cấu hình thì chúng ta có 3 option tùy chọn khác nhau như là bản giới hạn chạy GTX 1070 8GB DDR5, thấp hơn một chút thì GTX 1060 6GB và bản rẻ nhất là GTX 1050 Ti 4GB. Cả 3 phiên bản đều có 2GB RAM và có thể nâng cấp tối đa là 32GB. Thêm một điểm nhỏ nữa là khá đồ họa onboard của B65 là UHD Graphics 630 chứ không phải là 620 như thường thấy. Các bạn vừa xem xong bài giới thiệu nhanh về chiếc laptop MSI B65. Đây chỉ là bản demo cho nên mình sẽ không test game bởi vì thông số và kết quả có thể chưa chính xác. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là số liệu cụ thể, các bạn nhớ đón xem video đánh giá chi tiết bằng cách like và subscribe kênh của mình nhé. Vuông tròn tam giác vuông, vuông tam giác vuông tròn vuông.